Chuyển sang thông tin khác, virus SARS-CoV-2 liên tục biến đổi, khó dự báo, nhất là về mức độ nguy hiểm, khả năng làm giảm hiệu quả vaccine và nguy cơ tăng bệnh nặng, tử vong. Trong khi đó, nhiều dịch bệnh song hành cùng lúc gây nguy cơ dịch chồng dịch. Đây là khẳng định của quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tại hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành về công tác phòng chống dịch bệnh diễn ra vào sáng nay. Tại hội nghị, các chuyên gia cho biết vẫn có tình trạng chủ quan lơ là trong việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Một số nơi chưa quyết liệt, chưa có sự vào cuộc hoặc phối hợp chưa đồng bộ của các cấp, các ngành cùng với ngành y tế trong công tác phòng chống dịch. Tốc độ tiêm vaccine COVID-19 ở một số địa phương hiện nay vẫn chưa đạt tiến độ theo yêu cầu. Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế ở nhiều nơi gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch. Hiện tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi còn thấp, một số tỉnh mũi 2 chỉ đạt dưới 20%. Nguyên nhân thứ nhất là hiện nay đang trong thời gian nghỉ hè, cho nên các cháu cũng có thể là đi du lịch cùng gia đình hoặc là không có ở địa phương. Và thứ hai là tâm lý lo ngại của các cái bậc phụ huynh đối với cái ảnh hưởng của vaccine đối với sức khỏe các cháu trong thời gian sau này. Các tổ chức quốc tế cũng đã đưa ra hai khó khăn trong công tác tiêm chủng ở trẻ em và người lớn tại Việt Nam hiện nay, trong đó có tâm lý e dè và chủ quan của người dân ở thành phố lớn và đồng bào dân tộc thiểu số. Một cái chiến dịch tiêm chủng cũng như một hoạt động tiêm chủng thì thường là cần phải rà soát lại cái nhóm đối tượng, thậm chí đi từng nhà để rà soát nhóm đối tượng. Sau đó tổ chức tiêm cho các nhóm đối tượng này, tiêm tại cơ sở y tế, tức là tại trạm y tế là nhiều, hoặc là tổ chức tiêm ngoài trạm y tế mà người ta hay nói là tiêm lưu động. Tiêm lưu động tại trường học, tại thôn bản, thậm chí tại nương rẫy. Tại hội nghị, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm vẫn đang diễn biến phức tạp, nhiều dịch bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện hay sự tiến hóa, biến chủng của các virus gây bệnh dẫn đến nguy cơ dịch bùng phát gia tăng, xu hướng dịch bệnh phức tạp, khó lường, nguy cơ dịch chồng dịch là hiện hữu. Việc mà đánh giá cái cấp độ dịch để có những biện pháp điều chỉnh kịp thời cho phù hợp. Đặc biệt là hiện nay thì cái dịch cúm A và dịch sốt xuất huyết đang xảy ra rất nhiều trên các cái địa bàn, thì các đồng chí cũng chú ý cái nội dung này. Dự báo từ cái việc số lượng tăng thêm đến việc công tác khám chữa bệnh, công tác chuẩn bị vật tư y tế để cho cái công tác này, và đề nghị là chúng ta không để thiếu vật tư y tế, không để thiếu thuốc chữa bệnh cho các cái đối tượng mà bị nhiễm các cái bệnh liên quan đến việc truyền nhiễm trong cái thời gian tới đây. Lãnh đạo Bộ Y tế cũng đề nghị đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 cho từng nhóm đối tượng, tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và không để vaccine không được sử dụng kịp thời gây lãng phí.